Chào cô chú anh chị nha. Em có một con đầm Mikasa. Con này là MT65 nha mọi người ha. Con này là đầu nổ nó là GX100 nha. Mà gia tại nó mất cái tem rồi nên dán cái tem này cho nó dễ nhìn nha mọi người. Thì con này thì cái vỏ đây, cái mấy cái sườn, cái khung rồi này thì có sơn dặm sơn lại để cho nó dễ nhìn, tại vì về bãi có nhiều con nó trầy quá mọi người, nhìn nó ghê. Hàng này đã dọn nổ căn chỉnh hết rồi nha mọi người. Chân chim nha, đế chim của nó nha. Ổng này ổng mới Honda, lắp Honda nha, zin nha. Mikasa MT65 nha mọi người, hát MT65 ha. Này đã dọn nổ rồi ha. Này 66 kg nha mọi người. Này đầm công trình khá là ngon nha mọi người nha, nó cũng vừa phải, không quá nặng ha. Đầm êm. Thì anh chị cô chú nào mà có nhu cầu thì liên hệ nha. Giá nó thì cũng mềm thôi mọi người ạ. Giá thì khi em báo thì em bao ship khi nào. Con này thì khoảng mười mấy triệu nha mọi người. Nói cho anh em ước chừng.